Dương Dương lộ ra thịt ở cảnh tắm tập thể làm fan thích muốn chết, nhìn dám năng ăn đứt tiêu loại 5 năm trước nha. Cảnh tắm ướt át của Dương Dương trong bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh đang khiến chị em vô cùng phấn khích. Sau khi vũ đẹp Kiều Tinh Tinh địch lại nhiệt ba ở tập trước, vô đồ Dương Dương liền trải qua giai đoạn dằn vặt, đau khổ và hối hận. Thế nhưng trong lúc Mỹ Nam Em là niềm kiêu hãnh của anh đang đau lòng, thì một số fan lại dán mắt vào cảnh tắm của anh chàng trong tập 18 vừa lên sóng. Đây được xem là một trong những cảnh khoe ra thịt hiếm hoi của Dương Dương sau 5 năm kể từ Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng không giống như lần khoe body nhẵn nhụi trong Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên, Dương Dương lần này lại thủ thân như ngọc và chỉ lộ ra thịt đến bắp tay mà thôi. Trong cảnh phim này, Dương Dương ở trong phòng tắm tập thể cùng các đồng nghiệp tại Viện Hàng không Vũ trụ trò chuyện về tùm lum thứ. Trong khi đó, Dương Dương hay đúng hơn là Vu Đồ đang nhớ thương về người con gái nào đó mà bản thân mới từ chối thẳng thừng. Dù chỉ thấy phần chân dung nhưng màn khoe ra thịt này của Dương Dương vẫn vô cùng thu hút. Cận cảnh nhan sắc của anh chàng, không còn kiểu thịt tươi như 5 năm trước, Dương Dương của hiện tại đã trưởng thành, trầm ổn và xương gió hơn. Nước da của Dương Dương lúc này cũng đã rám nắng hơn đôi chút do phải hoạt động nhiều ngoài nắng nóng. Thế nhưng vi rùa của một mẫu tứ đại đỉnh lưu vẫn không vơi đi chút nào, thậm chí còn khiến con tim chị em rung rinh hơn. Bạn fan này chắc đang điêu đứng vì nhiều lần